nay, phương pháp tiêm mesotherapy hay còn gọi là meso để trẻ hóa da đang được nhiều người ưa chuộng. Mặc dù kỹ thuật tiêm này khá đơn giản nhưng vẫn có không ít những trường hợp biến chứng. Vừa qua, ngày 16 tháng 7, Bệnh viện Gia Liễu Trung ương thông tin về ca biến chứng do tiêm trẻ hóa da bằng phương pháp meso ở một spa. Biến chứng khiến nữ bệnh nhân 40 tuổi bị sưng nề, nổi mụn nước toàn mặt. Bệnh nhân cho biết, trước đó khi đến một spa ở địa phương để làm đẹp, chị được chỉ định tiêm meso vùng mặt. Nhân viên spa trộn một loại sản phẩm meso Nhân viên spa trộn một loại sản phẩm meso và sản phẩm mỹ phẩm dạng serum chỉ dùng để bôi thoa xuất xứ Hàn Quốc, rồi tiêm dung dịch này vào mặt cho bệnh nhân. Ngay sau khi tiêm, bệnh nhân thấy xuất hiện sưng nề toàn bộ mặt, vùng môi và mí mắt. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy tổn thương cơ bản của bệnh nhân là sưng nề toàn mặt, môi, mí mắt, lan xuống vùng cổ. Đồng thời xuất hiện một số mụn nước, bọng nước trong các vị trí tiêm. Bệnh nhân cần phải được điều trị giảm phù nề, giảm phản ứng dị ứng gây ra bởi sản phẩm bệnh nhân được tiêm và chăm sóc tại chỗ tránh bụi nhiễm hay trường hợp cô gái 24 tuổi nhập viện trong tình trạng đau nhức, thâm đen nhiều vùng, có khối cứng dưới da, bầm tím do đến spa tiêm meso làm căng và trắng da, xong bị tiêm nhầm dung dịch sữa rửa mặt. Những ca biến chứng sau khi tiêm meso gồm nhẹ thì bị sưng nhiễm trùng, nặng hơn là tồn tại những u hạt rất lâu và sau đó là tình trạng sẹo vĩnh viễn. Có hai loại biến chứng sau khi tiêm meso thường gặp, đó là biến chứng sớm trong vài ngày và biến chứng muộn trong vài tháng đến vài năm. Biến chứng sớm thường gặp là bầm da, chảy máu, phù nề, dị ứng, nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa và đau. Còn biến chứng muộn là tăng sắc tố sau tiêm, u hạt, sẹo phì đại, sẹo lồi, trứng cá. Tiêm meso là phương pháp đưa thuốc hoặc hoạt chất phân bố lại trên bề mặt da để cải thiện tình trạng gia tăng sắc tố, giãn mạch, chống lão hóa, da sần vỏ cam hay tăng sinh mọc tóc. Đây vốn là phương pháp làm đẹp an toàn nếu thực hiện tại các cơ sở uy tín. Song việc bệnh nhân gặp biến chứng có thể do nhiều nguyên nhân. Việc tiêm mesotherapy tạo vết thương nhỏ sẽ kích thích quá trình làm lành và sửa chữa vết thương, cụ thể như tăng sinh collagen, tăng sinh tuần hoàn máu, giúp trẻ hóa, làm đầy, giảm vết nhăn nhanh hơn. Phương pháp mesotherapy có mang lại những hiệu quả tích cực về da như giảm da, lão hóa da, sẹo các vấn đề về bệnh lý khác. Tuy nhiên, mesotherapy là phương pháp điều trị ít xâm lấn, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất nhiều vào việc quá trình điều trị cũng như loại thuốc đó có thích hợp với bệnh nhân hay không. Ngoài ra, hiệu quả tiêm mesotherapy còn phải phụ thuộc vào kỹ thuật tiêm đúng hay không theo các bác sĩ biến chứng sau tiêm meso có thể do các nguyên nhân sau thứ nhất có thể do các loại tinh chất được đưa vào da bệnh nhân kém chất lượng hoặc được trộn thêm collagen vitamin c trong khi đó những thuốc trộn lẫn thường dẫn đến phản ứng u hạt thứ hai cách thức và kỹ thuật tiêm không đảm bảo theo chuyên gia gia liễu kỹ thuật và quá trình tiêm tưởng chừng đơn giản nhưng nếu người thực hiện thủ thuật không được đào tạo bài bản không nắm rõ giải phẫu tại vùng tiêm có thể dẫn tới sai sót lượng thuốc tốc độ tiêm không được điều chỉnh phù hợp, vùng má tiêm không đều, mất cân đối cũng có thể dẫn tới tình trạng nốt sần, gây sưng, đau nhức, tăng khả năng phản ứng u hạt. Một số nguyên nhân phổ biến khác, nếu không tuân thủ quy trình đảm bảo vô khuẩn, tiêm meso cũng dễ bị biến chứng, bội nhiễm do vi khuẩn xâm lấn. Những trường hợp u hạt phản ứng sau tiêm meso, tùy loại chất được tiêm vào da, có bệnh nhân cần chữa trị trong 1 đến 2 tuần nốt sần tan hết, nhưng cũng có trường hợp mất thời gian dài. Ngoài ra, không ít trường hợp học lỏng cách dùng thuốc giảm phản ứng u hạt phản ứng viêm, xử lý biến chứng sau khi tiêm mesotherapy mang về áp dụng tại các spa nhỏ. Trong khi đó, thuốc này cần dùng đúng hàm lượng, chỉ định, bởi đưa vào quá liều không đúng cách sẽ gây áp xe, teo da. Biến chứng uh, tiêm meso thì nó có rất nhiều. Uh, trước tiên ta phải nói rằng là uh, cái uh, cơ sở tiêm uh, nếu uh, một người tiêm mà không có kiến thức về y khoa và những cái kỹ thuật và những cái biện pháp ví dụ như vô trùng thì sẽ rất là nguy hiểm và có thể dễ ra nhiễm trội sẽ ra nhiễm trùng thực tế rằng là phương pháp meso này đã từng bị cấm ở pháp mà nơi là cái nôi của phát minh ra cái phương pháp meso meso này và trong cái thời gian bị cấm đấy thì các nhà, nhà điều tra và các cái bác sĩ thì phát hiện ra rằng là nguyên nhân của cái các cái biến chứng ở trên các cái bệnh nhân tiêm meso thì do um, là nhiễm trùng và sau này thì cái lệnh cấm này được uh, dỡ bỏ và hiện nay thì vẫn được uh, uh, tiêm tiếp ở Pháp. Uh, một cái uh, nguyên nhân nữa là chất lượng của cái uh, thuốc mà tiêm vào ở trong bằng cái phương pháp meso này. Uh, meso thực chất chỉ là tên gọi của một cái kỹ thuật tiêm. Thế còn tiêm cái gì thì uh, cái vấn đề nó rất là, là là phức tạp. Bởi vì cái sản phẩm tiêm có thể là thông thường hiện nay thì cái chất mà tiêm thì mọi người là sử dụng cái hyaluronic acid uh, với cái nồng độ thấp để tiêm vào trong da. Ngoài ra thì các nhà sản xuất thì có thể À, cho vào các cái thành phần ví dụ như vitamin rồi um, các cái uh, người ta gọi là dưỡng chất hoặc là uh, cái huyết tương dầu tiểu cầu cũng là một phương pháp uh, một cái uh, sản phẩm dùng để tiêm meso rồi um, những cái chiết xuất từ thực vật nói tóm lại là một cái uh, sản phẩm tiêm vào người mà cái thành phần của cái meso chúng ta chỉ đến chúng ta chỉ nghe nói là tiêm meso nhưng chúng ta không biết là tiêm cái gì vào trong cơ thể mình thế thì vấn đề quan trọng nhất đấy là khi biến chứng nó liên quan với các cái chất mà mình tiêm vào và một trong những cái biến chứng nữa mà nguy rất nguy hiểm mà tôi nghĩ rằng có thể xảy ra đấy là khi đã tiêm vào một cơ thể một cái vấn đề gì thì cái sốc phản vệ bất kỳ một chất nào cũng có thể xảy ra và nếu chúng ta tiêm ở những cái cơ sở mà không có điều kiện về à, cấp cứu sốc phản vệ thì cũng có khả năng nguy cơ xảy ra và dẫn đến những cái biến chứng nặng nề, thậm chí là là tử vong. Và cái sản phẩm mà tiêm như vậy thì tôi thấy rằng là được cung cấp thì bởi các cái hãng và hình như là cái này là một cái được cấp phép ở cái dưới dạng là một mỹ phẩm mặc dù được tiêm vào cơ thể. Và tôi thấy rằng các cái sản phẩm tiêm meso thì hầu như không được bán ở trên các hiệu thuốc hay là trong các cái bệnh viện ở các cái thành phố mà tôi đã từng làm việc. Biến chứng của tiêm meso thì tôi cũng đã gặp rất nhiều, thậm chí rằng là tôi đã gặp những người mà đã tiêm meso cho rất nhiều người và khi người ta đến tiêm ở một cái bệnh viện quốc tế khá uy tín thế nhưng vẫn xảy ra cái biến chứng rất là nặng đấy là biến chứng xuất hiện các cái u hạt ở đây ở mặt và những cái u hạt này thì bầm tím sưng đỏ và nhìn cái mặt của bệnh nhân thì rất là, rất là nặng nề và khi bệnh nhân này thì quay trở lại các cái Quay trở lại bệnh viện đấy và điều trị thì dự kiến là sẽ mất một thời gian rất là dài và khi bệnh nhân có gặp tôi thì tôi có bắt buộc phải điều trị một cách gửi vào một cái bệnh viện và điều trị một cách rất là tích cực thì cũng rất may là sau đấy thì bệnh nhân cũng hồi phục được tuy nhiên là tôi đã gặp một số cái bệnh nhân sau khi tiêm meso xong và xử lý không kịp thời thì để lại các cái vết loét hàng chục hàng chục hàng trăm cái vết loét ở trên mặt của bệnh nhân và cái điều trị phục hồi lúc ấy thì gần như um, điều quả sẽ được rất là là ít và bệnh nhân thì cũng rất là um, cảm thấy rất là là hôi tiếc về cái điều đã xảy ra. Sau đây cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Lê Tuấn chuyên khoa da liễu thẩm mỹ. Nguyên bác sĩ khoa gia liệu dị ứng bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về phần trăm phục hồi sau khi bị biến chứng do tiêm meso. Cũng tùy vào cái biến chứng của sau khi tiêm meso và phụ thuộc vào một vấn đề nữa là thời gian sau khi xảy ra biến chứng thì có gặp được các cái bác sĩ chuyên về xử lý những vấn đề này hay không. nếu mà mình đến muộn thì cái xử lý này nó sẽ rất là khó khăn. Bởi vì lúc ấy những cái biến chứng như loét hoại tử thì nó đã thành sẹo rồi Và lúc ấy điều trị thì gần như sẽ rất là khó à, Tuy nhiên là nếu bệnh nhân đến sớm thì vẫn có thể là phục hồi um, được tốt hơn <laughs>